Hello, chào mừng các bạn. Hôm nay tôi đang ở đứng ở trên sông Cái Sơn, và phía sau lưng tôi là cầu Cái Sơn, phường An Bình. Hôm nay tôi xin muốn chia sẻ với bạn chủ đề lợi ích của một quyển sách để đời của bạn. Các bạn biết rồi, tôi đã viết được 6 cuốn sách ở nhà xuất bản. Ngoài ra những cuốn sách nghĩa là lưu hành nội bộ và những cuốn sách của một số doanh nhân, tỷ phú họ viết để cho cá nhân họ thôi, họ không có xuất bản. Thì ngoài ra tôi còn viết rất nhiều công trình về nghiên cứu khoa học, về các cái dự án, các đề án vân vân rất nhiều. Và khả năng viết vậy là các bạn phải chui chui rèn ngay từ đầu, và các bạn phải cần phải có những người thầy hướng dẫn. Thì lợi ích của quyển sách để đời là gì các bạn? Là bạn sẽ là thứ nhất là bạn và để đời. Ví dụ bạn không còn trên cõi đời này nữa thì quyển sách nó sẽ là một cái di vật, một một là cái bảo vật từ cuộc đời bạn để lại cho đời sau, người ta đọc, người ta biết bạn là ai, bạn ở đâu, bạn làm những gì. Qua đó bạn muốn chia sẻ kiến thức, bạn muốn cho đi và giá trị cho cuộc đời. Ai cũng có giá trị cho cuộc đời này hết các bạn. Thì một quyển sách mà để đời là rất cần thiết cho mỗi người. Chúng ta viết để cho người thân, cho gia đình, cho bạn bè, cho thế hệ sau. Và chúng ta biết viết để tỏ lòng tri ân, và chúng ta viết để nói về những khó khăn, những thăng trầm trong cuộc sống và những đề xuất, những cái kiến nghị. Đó là lợi ích của một quyển sách rất cần thiết. Các bạn hãy tự viết cho mình một cái quyển sách để đời các bạn, đó là lợi ích vô cùng lớn. Bạn hãy chia sẻ video này cùng xem, và cùng chia sẻ người khác cùng xem. Và sắp tới tôi sẽ có một số cái phương pháp hướng dẫn các bạn có thể tự viết sách cho mình. Cảm ơn các bạn đã xem video này.